Hello các chú anh chị. Tinh Nhật Lệ và Cốc Tình Sa Pa. Nhớ. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sóng nặng lòng yên ả, vẫn đời thuyền nhớ bên sẽ quay về. Mày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mi buồn đắm lệ, rơi về nguồn đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thì chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên em không ô nào sóng cả, chỉ hiên hoa yên ả nàng tình em. Chào chị Hoa Vũ, đúng rồi, siêu 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 quà siêu khủng bốn tay tháng tư. Anh chị ơi, anh chị nhớ là chúng ta đang có một chương trình khuyến mãi gì có 3 số 4 ạ. 444.000 đồng là cái món quà nào đây anh chị ơi? Comment lên cho Sa Pa và Nhật Lệ nhìn thấy được không ạ? Còn vài ngày nữa thôi là kết thúc chương trình mùng 4 tháng 4 rồi anh chị. 444.000 đồng dành cho hai tiết trong nắng ngày hôm nay dành cho anh chị nào đây ạ? Ngày em đi để mình anh đứng đó, đứng đó. Anh có hay lòng em mãi thương anh, đừng cách xa cho mi buồn đầm lệ, rơi vì buồn đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thì chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên em không ô nào sóng cả, chỉ hiên hoa yên ả nàng tình em. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên em không ô nào sóng cả, chỉ hiên hoa yên ả nàng tình em. Say, ok. Hai tuyết kem chống nắng có giá là 444.000 đồng. Nhanh tay soạn lại cú pháp kem chống nắng kèm với số điện thoại. Alo, alo. Những ngày cuối cùng rồi anh chị, ai chưa săn được thì nhanh tay cho em nhớ anh chị ơi. Đúng rồi, thay vì chúng ta phải mua hai cái tuyết kem chống nắng này phải tốn tới 700.000 đồng thì ok, trong ngày hôm nay anh chị để số liền với giá 444.000 đồng cho hai tuyết thôi. Chúng ta cần gì phải bỏ ra 700.000 đồng để mua hai tuyết đúng không? Đang có chương trình khuyến mại chúng ta mua ngay bây giờ. Hai tuyết chỉ có 444.000 đồng thôi. Soạn lại cú pháp kèm chống nắng kèm với số điện thoại giúp em nha anh chị nha. Hãy nhanh tay thì còn 350.000 đồng. Nhưng hôm nay các anh chị không mua với giá đó nữa nha. Không mua với giá 350 nữa mà mua với giá bao nhiêu anh chị? 444.000 đồng cho hai tuyết. Hai tuyết chúng ta sẽ được áp dụng chương trình này và chúng ta cứ lên số điện thoại để được anh chị nhá. Đúng rồi, chúng ta cần gì phải mua với 700.000 đồng hai tiếp hôm nay, chúng ta mua 444.000 đồng thôi. Lệ thấy số điện thoại đang nhảy kìa. Hai kem chống nắng quá tuyệt vời luôn anh chị ơi. Nhanh tay nhá. Chị bạn biết tại sao không? Bởi vì là em sợ chuẩn bị là bão số cho nên là em không dám nhìn. Đó ạ, cho nên là bây giờ phải có một cái bài hát tiếp theo để cho chúng ta đỡ sốc về số điện thoại. Ok chưa chị Băng? Chóng mặt quá. Dạ ok cô chú chị mình nhá, nhanh tay nào. Bài gì nữa vậy? Chào chị Bùi Mai nhá. Này hỡi nhanh ấy. Âm lượng. Ngày thơ ấu ấy em như cuộc đời anh đây, hồn nhiên bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Giờ thời gian này đã không ngừng vô tình làm anh mất em rồi, còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều.
không bỏ câu chào anh em đã vào nhau gấm sang giàu nhanh một thu hai ta nên thiếu đâu còn tạm biệt nhé người anh yêu anh chúc em vui bên người vàng bạc cao sang lấp lánh mang nụ cười nghe tin người đi ngỡ ngàng em theo ai tình đã lỡ làng cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên người quên tôi rồi người đã quên đi rồi thôi lo lắng nhiều làm chi đâu hỡi tôi ơi buồn thêm tình yêu nay tan dần kỷ niệm xưa chôn vùi đành phải quên thôi tình xưa còn đâu. Yeah, cảm ơn chị Thu Hiền, love you. Đúng rồi chị Nhung Mai, số chốt đơn sẽ là 08 từ quý 8 từ quý 1 nhá. Ok chị Châu Lê có số điện thoại, cảm ơn anh chị yêu. Lên nào. Woo. Let's go. Dấu yêu ok là quá không hát bài này, chị Phương không nhắc lại em quên luôn á. 14 chào hai em yêu, em chào chị nhá. Tàu về quê hương này bài gì nữa anh chị nào? Collagen nước hoa mục đà nhá. Vi Vi Phạm comment nhiều không có sao đâu, chị cứ comment đi. Em bảo kê cho chị. Thời gian nên không ngừng vô tình đã làm anh mất em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã vào như gấm sang giàu nhanh. Một thu hai ta nên thiếu đâu còn. Tạm biệt nhé người anh yêu em chúc anh vui bên người. Vàng bạc cao sáng lớp lánh mang nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng em theo ai tình đã lỡ làng. Cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi, đâu hỡi tôi ơi buồn thêm. Tình yêu nay tan dần, kỷ niệm xưa chôn vùi. Đành phải quên thôi tình xưa còn đâu. Tạm biệt nhé người anh yêu anh chúc em vui bên người. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng, anh theo ai tình đã lỡ làng. Cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi, đâu hỡi tôi ơi buồn thêm. Tình yêu nay tan dần, kỷ niệm xưa chôn vùi. Đành phải quên thôi tình xưa còn đâu. Hey, cảm ơn chị Nhung Trần, chị Lê Thị Nhung. Đúng rồi, hai tiếp kem chống nắng 700.000 đồng hôm nay bán giá cực sốc, chỉ còn 444.000 đồng thôi chị ơi. Nhắn tay soạn cú pháp kem chống nắng kèm với số điện thoại, nhớ mua một lần mua hai tuýp nha anh chị nha. Mua một tuýp là giá chỉ còn 280, nhưng mà chúng ta mua hai tuýp thì giá là 444.000 đồng. Chào chị Huyền Mai, anh Hoàng Khẩn, anh Ngô Dũng này. Đeo kính và cho xinh hả anh chị? Ok, cảm ơn anh chị này, chị Hà Hoàng. Chào chị Mùi nhá, các anh chị yêu ơi. Các anh chị nào đang xem nhỉ? Wow, hôm nay view quá trời kìa, anh chị kìa sắp lên 3k đến nơi rồi. Chia sẻ và like đi anh chị, chia sẻ mỗi người một chia sẻ thôi là cuối tuần ngày hôm nay thì sao ạ? Cuối tuần ngày hôm nay chuẩn bị lên 3k đến nơi rồi. Chia sẻ đừng tiếc gì cho hai cô bé này nhá. Chào chị Hà này, chị Phượng này. Đúng rồi, chia sẻ nhiệt tình lên anh chị ơi. Lên 3k hai em gái máu lửa mình chị luôn. Người đến từ Triều Châu, ok anh thắng luôn này. Được. Kem chống nắng siêu xịn, siêu mịn, siêu tuyệt vời. Cảm ơn chị gái yêu. Cảm ơn chị Hồng Lê. Anh chị và người lớn sẽ là liệu trình tăng cân, gồm hai hộp sẽ là 600.000 đồng. Để lại cú pháp cho em nào. Cảm ơn chị Diễm Phúc có số điện thoại. Nổ số cho em gái trong buổi chiều, buổi tối cuối tuần ngày hôm nay nào anh chị ơi. Xinh xỉu luôn. Xinh xỉu thì phải hát luôn nha xỉu ơi. Hát luôn. Ok. Hát luôn đây, tài ơi, tài tới luôn. Vì yêu anh em đâu cần toàn tính. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên đó. Ok chị Trang, chào chị ạ. Bên em không có đâu chị Mai Hoa ơi, chị xịt vào người chị đi. Rồi mình vào xe ô tô nó thơm nứt cái ô tô luôn nè. Ok, chào anh Anthony này, anh Kiên này, chị Nhung Trần, chị Hòa Vũ, chị Trần Thúy. Các anh chị ơi chia sẻ và bình luận lên nào, anh Trung Anh này. Cảm ơn chị Bảo Kim. Dạ đúng rồi, hai tuýp kem chống nắng thay vì 700.000 đồng, bây giờ chúng ta mua với giá là 444.000 đồng. Còn đối với sủi trắng, chúng ta ở trong chúng ta uống sủi, ở ngoài chúng ta thay kem chống nắng nha.
sao anh và em có già. Có già. Đừng lo nhé, có em đây mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, chào chị Hương. Những tổn thương đến mình em nhận hết, bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây em còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh anh em sẽ bền duyên nợ. Hay quá đi, chị hay thì chia sẻ cho hai em đi nào. Ok, anh Hưng Trần có số này. Chị Hoàng Linh Mộc Đà, cảm ơn anh chị. Cả nhà mình ơi, bình luận 3K đi. Xin phía 3K đi anh chị ơi. Hello, ok chị Anh Thư Hai Trần nè, có đơn cho chị gái nhá. Chúng ta ở trong chúng ta uống collagen, ở ngoài chúng ta bôi kem chống nắng là không có cái nào mà xâm nhập chúng ta làm xấu chúng ta được hết. Chỉ có làm đẹp chúng ta lên thôi nè. Ok, yeah. Số quá trời rồi anh chị ơi, tiếp tục lên số điện thoại nào anh chị nào. Tuyệt vời quá anh chị ơi. Nếu mai sau em và anh có già, có già, đừng lo nhé, có em đây mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết, bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nợ. Trái tim em đây chỉ có chân tình, yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh lễ băng sẽ vẹn duyên nào. Cảm ơn anh chị yêu nhá, anh chị ơi. Có anh chị chúng em không sợ gì hết luôn nhờ. Đúng rồi, có anh chị bảo kê là tụi em cứ ngồi đây hát và tư vấn thôi. Anh chị cứ lên số ầm ầm quá trời nè anh chị ơi. Quá trời quá dữ anh chị yêu ạ. Một hộp collagen sủi trắng trị giá là 1,5 triệu. Anh chị mua một hộp trắng tặng cho chị một sủi hồng. Đó, chương trình chưa từng có, chưa từng có từ trước tới nay. Hello, bé Vân yêu thương. Đó, mình mua một trắng tặng một hồng, mua hai trắng tặng hai trắng, mua bốn trắng tặng bốn trắng cho chị luôn. Anh chị biết làm sao không? Ở đây nhá anh chị yêu nhá. Chính xác, ok baby. Anh chị nghe nhạc xem là bài này khá lâu rồi không hát á chị Băng ạ. Bài gì anh chị thử nghe xem nào. Một cái bài hát mà nó trái ngược với cái đường thẳng. Thì nó là đường gì ta? Đường vòng. Nè em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Nè em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây mà. Oh oh la la, góc ngà sexy lady. Kìa em là ai mà bao chàng trai là hưu là nai. Kìa em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dài. Oh oh la la, đường cong em thế kìa. Oh oh la la, tràn trề sexy lady. Hey, ai đi qua lối đó ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thật không đắn đo. Ô mong em giặc cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta những anh ngô. Ê, ai cho em ghé đến ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Vắng quá. Ô mong em như thế đó, mong em đừng buồn vô vơ. Nhìn em ta những anh ngô. Chị Hiền Trần ơi, một trong nắng
một sủi trắng lên số điện thoại nhanh chị ơi, còn kịp nào. Ok chị gái Ngà Phan, collagen sữa ông chúa bây giờ là 450 một hộp. Chúng ta mua 2 hộp với giá 900.000 đồng, bên em tặng thêm cho mình một kit kem chống nắng trị giá 350. Chị gái mua 4 hộp collagen sữa ông chúa trị giá 1.800.000, bên em tặng ngay cho chị gái một hộp collagen sủi hồng. Chị Ngà Phan ơi, số điện thoại của chị gái đâu rồi, để ngay lên đây được không ạ? Nhanh tay nhé chị gái yêu ơi, nhanh lên chị không hết hàng á. Này em từ đâu vừa đây vừa hay nhìn em là say. Này em từ xưa vừa đây vừa hay lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, ngon ngà sách sách đấy. Kì em là ai mà bao chàng trai là hưu lần này. Kì em là ai mà đôi bờ vai lòng ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, chàng trai sách sách đấy. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thì không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Ai cho em ghen đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tay, mong em như thế đó, mong em đừng là vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Ai cho em ghen đến, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thì không đắn đo. Oh, mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Ai cho vì ghé đến, okay. Ai cho lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tay. Oh, mong nhung như thế đó, mong nhung đừng là vu vơ. Nhìn lan ta như ngây ngô. Chào anh Quang Thắng, ok anh Anthony này, chị Đường, à, chị Thu Trang đúng rồi. Bài này là bài đường thẳng nha anh chị. Anh chị ơi, một sủi trắng 1.500.000 chúng ta được tặng gì đây? Chúng ta được tặng ngay một hộp collagen sủi hồng trị giá 1.100.000 đồng. Bỏ ra 1.500.000 tặng ngay một hộp sủi hồng. Quá tuyệt vời anh chị. Một chương trình chưa từng có từ trước tới nay. Ok chị gái, Hoàng Nguyên có số điện thoại cho mình luôn. Chị Tâm Bùi á, cảm ơn anh chị ạ. À, chị Tâm Bùi ơi, có số điện thoại chưa nào? Chị chưa có thì chị để số điện thoại luôn ha. Và nếu mà chị đã để số rồi thì ok, ngày mai bên em sẽ có số tổng đài 08 4 8 và 4 1 gọi điện cho mình nhé. Hôm nay số điện thoại của anh chị chạy nhanh quá, chúng em chưa kịp nắng để số điện thoại chị Phú Trọng ơi. Chị gái để số điện thoại lại nha. Chị Hạnh cũng chưa có số này các anh chị ơi. Hai trong nắng là 444.000 đồng. Chúng ta không cần phải trả số tiền là 700.000 đồng nữa, mà chúng ta trả số tiền chỉ có là 444.000 đồng thôi. Ok, cảm ơn cô chú anh chị đã dành lời khen cho Sa Băng và Nhật Lệ trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lên số điện thoại và tiếp tục chia sẻ, tiếp tục comment lên tương tác đồng hành cùng với Sa Băng và Nhật Lệ, để hai đứa không cảm thấy cô đơn nha. Đúng rồi, để chúng em không cảm thấy cô đơn. Và các anh chị cứ tiếp tục lên số. Còn nhiệm vụ của chúng em ngồi đây là hát cho anh chị tiếp tục hát thôi. Ok chị Hiền Trần, có kem chống nắng cho chị gái. Nhẹ nhàng một chút nha anh chị ơi. Nhẹ thế thôi nhưng mà số cũng lên như vũ bão thế này. Cảm ơn tình cảm của cô chú anh chị. Thấy bão cho nên là chúng ta phải dịu xuống đấy. Đúng rồi. Nước Hoa Phát để số điện thoại anh Hưng Huy ơi. Anh Hưng Huy, số điện thoại nào. Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không còn nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao, tìm gì lại được được phút ban đầu. Rồi lại mình càng níu chân nhau, xô ngã đầy nhau. Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuya, anh đừng đi. Đừng đi anh ơi. Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhẫn tâm đâu màng chi. Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi. Rồi tan tạ về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi. Anh đã quên em rồi,
đâu còn chi khi mà em đã ra đi. Một lần phân ly, tình xưa sẽ mãi không quay về. Đúng rồi, một tiếp kem chống nắng 350, hai tiếp 700.000 đồng. Hôm nay chúng ta đang có chương trình trợ giá cho anh chị, với hai tiếp chỉ có 444.000 đồng thôi. Cô chú, anh chị, già trẻ lớn bé, gái trai đều dùng được nha. Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi. Anh đừng đi. Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến. Em nhẫn tâm đánh má hồng hơn anh, rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi, rồi tàn tạ về giữa đơn côi, buồn không bằng hơi. Mang từng vui trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết ai hững hờ. Bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi. Một lần phân ly, tình xưa sẽ mãi không quay về. Em từng trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối. Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo giạt mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi khi mà em đã ra đi. Một lần phân ly, tình xưa sẽ mãi không quay. Mãi mãi không quay về. Chia tay đi em, chia tay đi. Cảm ơn các chú anh chị. Có một cái bài hát buồn quá trời mà ngồi cười quá trời cười. Đó. Xin lỗi tác giả. Chị Nguyễn Thùy Trang mua rất là nhanh gọn lẹ. Chắc đúng là chị rồi. Thúy Trang em thấy như là hôm trước chị cũng hỏi rồi, chắc là chị tham khảo đúng không? Tham khảo trong 1-2 like và chị thấy là khách hàng bình luận rất là tốt, người ta phản hồi cực kỳ tuyệt vời về sản phẩm nên chị đã quyết định mua. Chúc mừng chị. Yeah. Chị Trường Thùy ơi, kem chống nắng cho chị gái mà chưa có số điện thoại làm sao em đưa cho chị đây? Chị để số điện thoại lại nha chị Trường Thùy nhá. Tất cả cô chú anh chị đang theo dõi buổi like ngày hôm nay đang có chương trình khuyến mãi và anh chị muốn săn sale được thành công, chúng ta phải để lại cú pháp cái tên sản phẩm và kèm với số điện thoại của mình. Nhá anh chị, chúng ta nhanh tay, nhanh cái tay thì còn, chậm cái tay thì không còn đâu. Nhanh cái tay lẹ cái tay nào ấy chị ơi. Và tiếp tục chúng ta lên nhạc nhé. Chiến chị Hòa Vũ này, anh Phú Thuận này, còn ai nữa, anh Hoàng Hiệp này, chị Nguyễn Thu. Dĩ vãng nhạc nhòa. Chơi luôn. Vô. Lỡ hẹn dòng lam à. Em xui nha. Trả lại thời gian cũng vậy. Chung đi chị, nhớ nhau hoài anh chị thấy tụi em thì dễ thương không, nói hát là tụi em hát liền, anh chị thấy không, mặc dù tụi em đang rất là đau họng á, cho nên anh chị thương tình anh chị chia sẻ nha, ai mua hàng thì để lại số điện thoại liền giúp em nhá. Nhớ nhau hoài để mai anh chị neo đậu bến quê này. Anh biết chăng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đống cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đọa phù dung. Sớm nợ tôi tàn, xót thương vô vàn, chưa thắm vội lìa ta. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa ngày
đâu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Bắn tim được anh chị. Ngày nay mình đành bỏ nhau cánh vắng bơ vơ sâu đau. Mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu người đánh bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thương nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Cảm ơn cô chú anh chị đến với ca khúc Ai khổ vì ai. Mùi quá anh chị ơi, ngọt quá trời rồi. Ủa anh chị đâu hết rồi Bình? Ủa, nó bị kẹt á. Chào chị Vy Vy Nguyễn. Hay quá là hay luôn, chấm điểm anh chị ơi, xem là tiến bộ không nào anh chị nào. Mai lên chơi đi chị Vy ơi. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau cánh vắng bơ vơ sâu đau. Mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết chăng anh em ngủ nào yên, em thức nào yên. Nhiều đêm có quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Ai khổ vì băng, ai khổ vì lệ. Băng. Hay quá này, cảm ơn chị Hà Nguyễn này, chị Ngọc Huế. Các anh chị thấy nghe hay quá, anh chị bình luận nhiều chưa này? Chị Vi này, chị Hiền này, chị Là này, chị Hòa này. À, chị Dịu Phùng Thu, chị Na Trần, các anh chị hình như là các anh chị om bình luận á, các chị đợi hát anh chị mới bình luận, chị Bình nữa này, điểm tối đa luôn, cảm ơn cô chú anh chị nhiều, hay quá, ngọt quá. Lại có thấy mình đang hát mà số điện thoại lên nhiều, mình thấy mình vui không? Vui chứ. À, hai em hát được một mọi thể loại luôn, để nghe đã chị tai. Cảm ơn chị Hồ Mùi nè, cùng tên với em á. Hát ngoài 30, ok Trần Tuyết Tuyết. Hôm nay nếu mà không có sức hát được thì mong chị Tuyết lên trên YouTube chị Tuyết nghe đỡ ha. Hôm sau hát lại cho chị nghe nhá. À, một sủi trắng, đúng rồi, một sủi trắng là 1,5 triệu đó. Trời ơi, được tặng tới 1,1 triệu luôn mà bởi lý do chứ cái sao mà chị gái anh trai mình hỏi nhiều quá nè. Một sủi trắng 1,5 triệu tặng
tặng ngay một sữa hồng trị giá 1.100.000 đồng, hai sữa trắng tặng hai sữa trắng. Ai có nhu cầu làm đẹp da đâu, ai muốn da mình căng sáng hỗ trợ làm mờ đi sạm nám tàn nhang rồi đời mồi đâu ạ, cứ giơ cái tay lên không tiện luôn, để cái số điện thoại giúp em nhé. Ok, Lê Anh Thư Môn đã có số điện thoại rồi, ngày mai bên em gọi điện cho mình á, mình yêu cầu thêm nhé chị gái Lê Anh Thư Môn nhé. Cảm ơn anh chị. Anh Hiệp, anh hỏi là sao trưa nay Nhật Lệ không có like? Đáng lẽ là trưa nay là em like đó, nhưng mà cái họng nó hơi khan, thế là phải nghỉ để tối nay hát. Ok đấy anh chị, và nghỉ một chút thì cái tối nay cũng khỏe hơn anh chị, chứ nếu mà trưa em hát là tối nay em lại đuối đấy anh chị ạ. Anh ok, cảm ơn anh chị. Cảm ơn các anh chị đã bỏ chút một thời gian của mình vào đây xem like của hai em gái, cổ vũ rất là nhiều, bình luận rất là nhiều, đúng không ạ? Và đặc biệt là còn ủng hộ rất nhiều sản phẩm sủi trắng, sủi hồng, nước hoa, mộc đà tăng cân, hoặc là tất cả những sản phẩm khác. Neo đậu bến quê Lệ ơi, chắc là phải hẹn anh tối mai rồi, không có bây giờ mà hát nữa, là tối mai em không hát được nữa anh chị. Bởi vì cái họng của mình, nhiều khi em nói anh chị đấy, là nhiều khi chúng em không hát được, là cứ thấy cái giọng nó khỏe nó bắt đầu lại hát tham, hát cố. Nên là bảo các anh chị là anh chị thấy chúng em gọi là cố một tí, anh chị phải nói là Lệ băng dừng lại, thôi mai hát, kìm hãm để mai hát bù, đúng không ạ? Nhiều khi đi đường dài hôm nay chúng ta cố quá, mai thành quá cố ạ. Đúng rồi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và còn chỉ còn ít phút nữa thôi là Sao Băng và Nhật Lệ sẽ xuống live anh chị, cho nên nãy giờ ai chưa mua được hai tuýp kem chống nắng với giá 444.000 đồng đâu ạ, có thể comment lên cho tụi em thấy được không ạ? Hai tuýp 700.000 đồng, nhưng mà ai chưa mua được ngày hôm nay với giá 444.000 đồng thì chúng ta để lại số điện thoại liền, để liền với cú pháp là hai kem chống nắng để chúng ta mua được với giá là 444.000 đồng, thay vì bình thường chúng ta phải mua với giá 700.000 đồng nhé chị nhá. Kèm số điện thoại giúp em. Còn ai chưa mua được collagen sủi để chúng ta được tặng đâu, sủi trắng tặng sủi hồng, hai sủi trắng tặng hai sủi trắng, tăng cân mộc đà có liền đấy chị gái, một hộp là 60 viên, 350 cho trẻ 7 tuổi tới 12 tuổi nè, còn hai hộp thì giá 600 cho 13 tuổi trở lên. Mình có nhu cầu tăng cân mình để lại số điện thoại, tăng cân lành tính nha, tăng chậm nhưng mà chắc nha. Thank you anh Kilmas, chị Vivi. Yeah, cảm ơn anh chị. Có lẽ là 2 phút nữa thôi hai em gái sẽ offline rồi anh chị ơi. Để các cô chú anh chị nào chúng ta muốn hỏi gì thì chúng ta cứ hỏi để chúng em có thể tư vấn một cách tuyệt vời nhất cho anh.